Bồn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 97. Như thường lệ là chúng ta tại hội trường giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là phát kỳ thứ ba. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh. Hôm nay kỳ 3, phái đoạn thứ 3 của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Vấn đề hàng phục cái tâm của mình. Hàng phục tức là mình chế ngự nó như thế nào để cho nó theo cái ý của mình. Một con cọp, một con gấu nó dữ dằn, một con sư tử nó dữ dằn, nhưng mà cái người mà huấn luyện chủ của gánh xiếc, huấn luyện bằng cách nào? Từ cái cách mà cho ăn, từ cái cách mà dùng roi giọt, từ cái cách mà dùng mọi cái khả năng, cái phương tiện để cho con sư tử, con cọp, con gấu đó nó theo cái ý muốn của mình mà nó không còn hung hăng bạo tàn nữa. Thế thì là cái người huấn luyện sư tử, huấn luyện cọp, huấn luyện gấu như vậy là gọi là hàng phục được nó, chế ngự được nó, hàng phục được nó để cho nó theo ý muốn của mình. Thì người Phật tử mà trên cái bước đường tu hành thì chúng ta có hàng phục hai cái loại thú nó ở trong lòng ta. Đạo Phật thường mượn hai cái loại thú đó để ví cho hai cái loại mà nó thường ở trong lòng ta, đó là vượn và ngựa, gọi là tâm viên. Cái tâm của mình ví như con vượn, nó leo, nó trèo, nó chuyền, nó nhảy liên tục không có ngừng. Cho nên kinh điển thường ví tâm là vượn. Còn cái ý của mình là nó cũng chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó không có định tâm, nó không có trụ ở trong một cái điểm nào. Nếu mình không biết hàng phục thì nó vẫn đi, nó vẫn chạy lung tung. Thì cái ý của mình là trong kinh điển ví là ngựa, là con ngựa. Thành hai cái con thú nó ở trong lòng ta, đó là tâm viên và ý mã. Do vậy cho nên mình tu hành là mình phải tập, mình làm cái vai trò của một người chủ xiệc để huấn luyện ngựa và huấn luyện khỉ. Mà nếu mình huấn luyện con khỉ tâm và con ngựa ý của mình mà nó theo cái sự điều phục của mình, theo ý muốn của mình, thì gọi đó là hàng phục được tâm ý của mình. Thì hôm nay là học kinh Kim Cang, cái đoạn này là dạy là một Bồ Tát thì là phải hàng phục cái tâm của mình bằng cách nào, dựa vào những cái cơ sở nào để mà hàng phục. Thì hôm nay chúng ta học về cái điều này. Vấn đề hàng phục tâm. Người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác phải hàng phục tâm mình như thế nào? Phật bảo ông Tu Bồ Đề, phàm có 10 loại chúng sanh, như là loại sanh bằng thai, loại sanh trứng, loại sanh chỗ ướt với nước, loại quá sanh, loại có hình sắc, loại không hình sắc, loại có tư tưởng, loại không tư tưởng, loại không phải không tưởng và cũng không phải có tưởng, ta đều khiến cho họ được diệt độ vào vô vi niết bàn.
giật độ cho họ, cho vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như thế. Mà đừng thấy có chúng sanh nào được mình giật độ. Thế thì theo Phật dạy, cái đoạn kinh này đó, thì trong tâm của chúng ta nó có 10 loại. Ở bên ngoài là vũ trụ, đại vũ trụ bên ngoài nó cũng có 10 cái loại chúng sanh này. Mà trong tâm ta nó cũng có 10 loại chúng sanh này. Ở ngoài vũ trụ thì có loại thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, loại hữu sắc, loại vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Trong cái vũ trụ bao la này là tất cả những cái loại chúng sanh thì nó gồm có 10 loại như thế. Thì con người của chúng ta, về đông y học, về ngành thuốc, người ta cũng xác định rằng nhân thân là tứ vũ trụ. Thân người là cái vũ trụ thâu hẹp, nó giống như là những cái phim trường, những cái sân khấu kịch nghệ, nó là một cái xã hội thâu hẹp. Xã hội thâu hẹp nó biểu hiện qua cái kịch bản, cái phim ảnh để nói lên cái sự vui mừng, buồn, giận, gây go, tốt, xấu trên đó, để mà răn đời, để mà giải trí, mà đồng thời để răn đời, để giáo dục. Thì sân khấu, kịch, nghệ, văn học, nghệ thuật là một cái xã hội thâu hẹp trong cái vở tuồng của kịch đó. Còn về y học á, thì người ta nói con người là một cái vũ trụ thâu hẹp, nhân thân tưởng vũ trụ. Do vậy cho nên là về đông y á, người ta theo dõi cái thời tiết trong cái lịch âm lịch, mùa xuân lập xuân ngày nào, lập hạ ngày nào, lập thu ngày nào, lập đông ngày nào, và nữa mùa xuân á, gọi là xuân thân, gọi là thu phân, hoặc là đông chí, tức là nửa mùa nó gọi là tiết á. Người ta theo dõi từng tiết, từng mùa và từng tiết, vì mỗi mùa mỗi tiết là cái khí hậu trong cái vũ trụ này nó có biến chuyển theo mùa theo tiết, để rồi người ta gia giảm những cái vị thuốc ở trong cái thang thuốc của đông y. Cái thang thuốc, cái vị thuốc nào nó cầm cốt để nó giữ những cái sự điều hòa của thời tiết ở trong cái mùa đó. Do vậy mà cái nhân thân là cái vũ trụ nhỏ, nó biến chuyển theo thời tiết bên ngoài thì thân nó cũng biến chuyển theo. Còn nhà Phật học thì nói là cũng là nhân thân này cũng là một cái a la gia thâu hẹp. Cái vũ trụ là một cái a la gia, một a la gia của vũ trụ, nó gọi là năng tàn, sở tàn, ngã chấp tàn, tức là a la gia đó. Còn cái con người thì nó cũng là một cái tiểu a la gia thâu hẹp. Cho nên tất cả cái gì của cái a la gia của vũ trụ bên ngoài có, thì cái con người, cái a la gia của con người cũng đều đầy đủ như vậy. Cho nên là trong tâm của con người ở đây nói 10 loại chúng sanh này nè, chứ sự thật là không phải nói 10 loại ở bên ngoài, mà chủ yếu là nói 10 loại chúng sanh ở nội tâm của mình, nói về cái tiểu vũ trụ là con người của mình. Còn cái đại vũ trụ là, đó là sự vật hiện hữu, nó tồn tại, nó hiện hữu khách quan vô cùng vô cực. Ta có độ được hay không độ được, chuyện đó không có chuyện quan trọng đối với cuộc đời ta. Cái này tôi nói cái này, đại chúng suy nghĩ từ kỹ đây nè. Mình rằng là Phật dạy Bồ Tát phải hàng phục, phải chế ngự 10 loại chúng sanh. Nhưng mà ta lấy lý mà suy á, nếu như mà 10 loại chúng sanh này mà ở ngoài cái đại vũ trụ đó, mà ta cần diệt độ, cần giáo hóa, cần độ tận cho họ vào vô như niết bàn á, mà ta hy vọng cái đó, thì có cái nước đau khổ mà chết. Không được, không bao giờ thành đạt được cái ý muốn đó. Mà không thành đạt được ý muốn đó thì chỉ có cái nước thất vọng, đau thương mà chết. Thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn được, làm sao mà thành Bồ Tát được. Cho nên ta phải học kỹ rằng là vũ trụ vạn hữu tồn tại khách quan, chuyện đó là chuyện của vũ trụ vạn hữu. Còn cái 10 loại chúng sanh mà độ đây nè, là độ 10 loại chúng sanh ở trong cái tiểu vũ trụ, ở trong cái tiểu a la gia là nhân thân của ta đây.
tao phải lo mà độ 10 cái loại này. Còn mà chúng sanh bên ngoài 10 loại tùy duyên mà ta độ được bao nhiêu thì ta độ. Chứ còn không có quan trọng. Năng không nhất thiết tốn thành giảng pháp chi trí, như bất năng tức dừng định nghiệp. Nghĩa là chúng sanh 10 loại đó tạo cái nghiệp của họ cố định rồi, họ phải lấy cái quả mà thôi. Như là dạy được cũng tốt, mà dạy không được cũng chẳng có đau khổ. Đó là tam năng tam bất năng nha. Năng tri quần sanh cho tánh cùng ức kiếp sinh tử, như bất năng quá đạo vô duyên. Như là cái con có thể độ, có thể biết căn tánh của chúng sanh nhiều lắm chứ hết được, nhưng mà những chúng sanh vô duyên thì ta cũng không có độ được đâu. Cho nên chúng sanh nó muốn luân hồi sinh tử kiểu nào là tha hồ tự ý mà nó luôn, không có chuyện gì phải đau khổ hết. Đó là cái năng và thứ hai, và cái bất năng thứ hai. Cái thứ ba là năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Có thể độ được chúng sanh nhiều vô lượng, nhưng mà cái thế giới chúng sanh cũng không có cái ước vọng, cái mong cầu để mà làm cho nó trở thành cái đất Phật để cho chúng sanh ở. Đó là cái giáo lý tam năng tam bất năng của đạo Phật đã xác định như thế. Do vậy cho nên là cái độ mà 10 loại chúng sanh này nè, là 10 loại chúng sanh đó ở trong cái nhân thân tiểu vũ trụ này, ở trong cái A-la-gia nhỏ này, chứ không phải là đi kiếm ở bên ngoài để mà độ. Còn bên ngoài độ được bao nhiêu thì độ, không có nghĩa là mình từ nan, không có nghĩa là mình trúng tánh gì, nhưng mà đều không có quan trọng, mà phải hàng phục ngay cái chúng sanh 10 loại ở trong tâm ta. Để ý cái học này đó mới là học Phật này. Chứ mà mình chạy bên ngoài, mình lo bên ngoài mà mười loại chúng sanh bên trong mình không có biết gì hết, không hề biết tới nó, mà đi kiếm 10 loại chúng sanh bên ngoài mà độ, đó là hoàn toàn sai lầm rồi. Mà đạo Phật là dạy cho con người có pháp môn tu hành để được giải thoát và giác ngộ. Lẽ tất nhiên là giải thoát giác ngộ không thể là mọi người đều cùng giải thoát giác ngộ một lúc mà được. Do vậy cho nên nó tồn tại khách quan, không có chuyện gì quan trọng hết. Mà dạy cho mọi người, ai có nhân duyên, ai có chủng tánh, ai có điều kiện thì lo mà độ 10 loại chúng sanh trong lòng mình, người đó để có được niết bàn, có được an lạc, có được hạnh phúc trên cuộc sống, tùy theo cái thừa, cái giáo pháp mà mình tu tập. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi mong rằng là đại chúng để ý. Mà chúng ta có thể có những cái tư tưởng giống như tư tưởng của cái loài thai sanh. Mà thai sanh là ai? Ví dụ như loài người là thai sanh. Và những loài thú cũng có những cái loài sanh bằng thai. Sanh thai có nghĩa là thai sanh, cái loài ta cũng gọi là phúc sanh, nghĩa là nó có tượng con ở trong bụng, và sau đó khi sanh ra là con chứ không phải là trứng. Thành ra là gọi là thai sanh. Thì con người của chúng ta hàng ngày chúng ta có những cái tư tưởng của những cái đồng loại thai sanh đó, tức là tư tưởng của con người bình thường. Đại đế là như con người bình thường là thai sanh, thậm chí nó tệ hơn, là cái tư tưởng nó thấp hơn nữa, nó tệ lậu tới nỗi như là loại trâu bò, loại cọp beo rồi nó cũng sanh bằng thai, thì nó cũng là thai sanh. Nhưng mà coi chừng thai sanh như tư tưởng của con người có, mà có lúc nó tệ như là cái loại thai sinh của súc vật cũng có. Do vậy cho nên là phải độ nó chứ độ đây có nghĩa là phải hỗ trợ cho nó, làm sao cho nó vượt qua được những cái tư tưởng như xấu đen tối đau thương đó, gọi là độ. Chứ vượt có nghĩa là quá giải, chứ độ có nghĩa là phải làm cho nó vượt qua. Thế thì về cái tư tưởng về thai sinh là chúng ta tư duy cho kỹ, chúng ta có, chắc chắn là có. Rồi cái tư tưởng của noãn sanh, tư tưởng mà tương đối nó nhẹ nhưng mà cũng không có trí tuệ, như là của những loài noãn sanh. Noãn sanh thì trong đó có những cái loại gia cầm và những cái loại phượng cầm ở rừng rú, cái loại sinh trứng. Thì cái tư tưởng đó cũng có lúc ta có. Tư tưởng đó là tư tưởng nên là sống theo cái bản năng mà nó không có lý trí. Con gà một lát nữa là chủ làm thịt đấy, đã bắt rồi, từ trong chuồng bắt ra là quang quát quát rồi, mà đem vô bỏ nhốt trong cái bộ rồi mà vẫn còn đập cánh cái tê tê được,
vẫn còn an tâm mà cục rồi vui vẻ để tới ngay là giờ phút đem ra cắt cổ mới biết là mình đang bị cắt cổ. Thế thì là sống bằng bản năng như vậy, không có lý trí như vậy, thì nó giống như là chim, nó giống như cái loại sinh trứng. Cái đó ở trong con người ta vẫn có. Thế thì cái tư tưởng cái loài mà nói sinh trứng đó ở trong đầu óc của chúng ta cũng có thể có. Tất nhiên là có những cái người mà người ta biết tư duy, người ta có chánh quán, chánh niệm thì người ta có thể vượt qua được cái đó. Nhưng mà nếu mà ta không biết tu hành gì hết thì cũng có lúc ta sống bằng bản năng giống như là những cái loài nõn xanh vậy, không có lý trí, không có cái nghĩ ngợi lâu xa. Mình thấy những con gà, những con chim như vậy mình nuôi á, những người cho nó ăn chút như vậy à, rồi thì một chút xíu nữa nó chết, giết nó không hề biết gì hết. Sắp giết rồi buông thả ra vẫn là vẫn vui vẻ, vẫn hót, vẫn gái. Thấp sinh là những cái loại mà như là loài sinh ở dưới nước, sinh trộm ướt đó, cũng là một cái loài thủy tộc. Thì cái tư tưởng mà cũng không trí tuệ, cũng vẫn sống bản năng, mà sống bản năng của cái loài dưới nước. Đại để là sống với bản năng mà không có lý trí. Một con cá bị sảy cái lưỡi câu rồi á, là thay vì đừng có lợi cho nó mà ăn nữa, nhưng mà đã dùng giấy khỏi cái lưới câu của người cấm câu rồi, là một lát là trở lại tiếp cái miếng mồi đó ăn vô để rồi người ta dính cái lưới câu và chết. Thế thì là cái tư tưởng mà của cái loài thấp sinh là giống như những con cá vậy, không có biết lo xa mà cũng không có sợ, không có thất kinh, bị những cái điều khổ đau trầm trọng vậy, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi là cũng quên đi, rồi cũng tạo ra những cái thị dục, cái mong muốn của mình trong cái ăn mặc ở để đối chịu những cái hậu quả khổ đau mà không có thất kinh, không có sợ hãi. Mà cái điều đó là cái tư tưởng đó trong con người của chúng ta mà suy trục nghĩ kỹ là có đó nha. Tôi nói ví dụ như cái trường hợp mà nó có bị cái bệnh mà bệnh nặng nề, nó suy trục nghiện ngập trong một cái thứ gì, trong các thứ nghiện, biết nó là nguy hiểm rồi nhưng mà đã vượt qua được rồi thì thấy là khá ăn là đấy chứ, nhưng mà rồi không thắng nổi mình, để cho nó nghiện ngập lại lần thứ hai, lần thứ ba, càng ngập càng sâu đậm hơn nữa. Đó, trường hợp như vậy đó, thì nón xanh thấp xanh nó cũng có trong lòng của chúng ta. Thì quá xanh là những cái loại mà xanh mà thoát xác đó, cũng không có trí tuệ, cũng là cái loại sống bằng bản năng như vậy. Thế thì là bốn cái loại thai nõn thấp quá mà loài người, biểu trưng cho loài người là trong đó là thai sinh. Còn những cái tư tưởng của những người hữu sắc. Hữu sắc là ví dụ như chúng ta hàng ngày mà sống có chánh niệm, chánh tư duy là sống bằng thực tế được cả đời. Đó là tư tưởng của người hữu sắc. Tư tưởng của những người thực tế. Cái gì mà có vẻ mà quan đường, có vẻ trừu tượng, có vẻ là quyến hoặc, mơ hồ là người đã không tin. Mà ta tin những cái gì mà có cụ thể, có lý trí, nhận xét được, đúng chân lý thì mà tin. Thì thứ này tư tưởng nó gọi là tư tưởng những người hữu sắc. Hữu sắc là hữu sắc cao á. Còn có những người tư tưởng mà tin ở nơi cái sự thật, nhưng mà nó cấp thấp thì nó lại cũng không có trí tuệ. Cũng không có trừu tượng, cũng không có quan đường, nhưng mà không có trí tuệ, thì đó là tư tưởng của những người gọi là tư tưởng hữu sắc ở trên cái quả sắc. Còn lại chúng sanh mà cái bằng vô sắc, cái loại chúng sanh vô sắc là ta gửi gắm ở trong tâm hồn đây nè, tâm hồn chúng ta gửi gắm ở tinh ở này, cái cõi quan đường này nè, trừu tượng này nè, quan đường nè, ảo tưởng nè, mà nó đi tới cái chỗ mà ta gọi là mê tín là dị đoan, không có biện chứng được. Vậy mà người ta có thể tin được. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện gần đây là tôi rất là đau. Bây giờ tôi mới thấy rõ là một cái nhà lầu người ta làm 3 tầng. Mà 3 căn, một căn để xe hơi, căn giữa để salon đàng hoàng, tivi, đầu máy, rồi ở bên ngoài hiên thì để xe rim, rim 2. Rồi bên căn nọ là để đồ đạc, dụng cụ, tất cả đồ xài. Và một cái vali to tướng vậy nè, người dài nè, áo nè, cà vạt nè, là cái người này là thường hay có đi chùa, cho nên mua cả, làm cả chuỗi, cả chuông, cả mỏ bằng giấy để đốt,
Đó là những cái tư tưởng, đó là tư tưởng của những người vô sắc đấy. Vật hữu sắc, vật vô sắc, những người mà có tư tưởng vô sắc. Cho nên là chúng ta sống sờ sờ dây nè, mà tâm hồn của chúng ta là chúng sanh vô sắc, nó ở trong lòng ta. À, tin như vậy làm sao mà tin được? Tin như vậy là cái nhà mình rốt ở đâu đây? Trời ơi, bây giờ là nhà nước đang quy hoạch nha. Hồi hôm nay tôi qua TV tôi thấy coi như là bao nhiêu người là quy hoạch một lần là 100 mẫu, 80 mẫu. Mà nếu mà quy hoạch vậy là những người hồi đó giờ nó bị ở đất ông bà mình đó coi như là phải về đi. Rồi người này nói sự nỗi lo âu của mình, người kia nói sự là đau khổ của người kia, người ta giữ phòng, ta lo trước đó mà. Thế thì là đất ông bà để lại rồi mà bây giờ là còn quy hoạch. Ta còn bồi thường, ta còn đuổi đi, là đây mình đốt nhà mà không đốt đất. Rồi cái nhà đó mình đem mình dựng ở đâu đây? Dựng ở nơi địa phủ âm ti, mà âm ti địa phủ là ở chỗ nào mới được chứ? Rồi xe riêng, thèn ơi, xe mà đem mà một con ốc đồ Việt Nam mà chạy vô ít bữa còn rã rời, phải mua đồ jean. Mà ở đây mà làm bằng giấy, không có máy gì ta, là cái hình dạng vậy mà đốt cho thân nhân mình. Để đi là làm sao có nghĩa được? TV nó hư một sợ, bằng chân sợ tóc thôi là đã là không có hình rồi. Mà đây TV là tống lỏng bằng giấy không. Vậy mà đốt cho thân nhân mình là nghĩa là sao? Tiền thì vô mua trong chợ lớn, tiền Việt Nam có, tiền đô la có, đô la chợ lớn, thì làm sao mà sai? Vậy mà người ta vẫn xài. Thế là những người đó là những người kêu bằng, tuy là ở cõi đời này mà những người vô sắc đấy. Ở trong tâm ta là phải quá độ nó đi đó, chứ mà không là nó ở trong tâm ta, ta trở thành cái người mê tín dị đoan, hoang đường, phí phạm tiền của một cách vô ích đó. Chưa kể là sợ các cái thứ ma quái yêu tinh, bà hồ bà cố, sĩ long hà bá, vân vân, sợ hết, cái gì cũng sợ. Thế là tư tưởng vô sắc giới ở trong lòng ta. Rồi hữu tưởng vô tưởng là có những cái người mà tu những cái thứ thiền định, chẳng hạn như người ta đam mê thứ thiền định là ta diệt tư tưởng đi. Nhưng mà thực tế làm sao mà diệt được? Cái thứ thiền định đó thì đem lại kết quả cái gì? Đang sống về mà không chịu sống trong cái tâm trạng an lành thư thả của mình để diệt hết tư tưởng, để mình thành ra là tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, tượng xi măng ư? Nếu bằng được cái gỗ đó thì được cái gì chứ? Ông robot, người máy trở thành vậy, thế thì là tôi con người mà trở thành ra là vô tri vô giác, thế thì tu hành như vậy được cái gì? Cho nên là cái hữu tưởng và tưởng thôi và tưởng vi tế đó là một cái thứ ý niệm sai lầm. Cho nên 10 loại chúng sanh đó nó ở trong tâm của ta, chúng ta phải hóa giải nó, chúng ta phải là nâng đỡ nó lên, chúng ta phải là hàng phục nó để cho nó đi vào cái chỗ hoàn toàn an lạc, thanh tịnh, trong sáng, gọi đó là khiến cho nó, gọi đó là diệt độ, gọi là quá gì hướng dẫn, hoặc là gọi là hàng phục, khiến cho nó nhập vô dư niết bàn. Nghĩa là đừng để cho nó vướng mắc. 10 cái loại tư tưởng đó đừng để cho nó vướng mắc ở trong lòng ta, gọi là hàng phục 10 loại chúng sanh. Đó là hàng phục cái tâm của mình. Tâm mình nó có thể có 10 cái loại tư tưởng sai lầm như thế trong cuộc sống, phải hàng phục nó. Đó. Cho nên đại chúng đấy đó, chúng ta không khéo, chúng ta học kinh này rồi là chúng ta như là tạo bôn chôn, nghĩa là đủ cách, đủ kiểu để đi bằng cái cách là đi độ 10 loại chúng sanh ở bên ngoài. Không phải đâu. 10 loại chúng sanh trong tâm mà không thấy, không kiểm tra nó được, không nhận diện nó được, mà đi độ 10 loại chúng sanh bên ngoài là hoàn toàn sai lầm, không phải đạo Phật. Không được cái gì hết. 10 loại chúng sanh bên cái đại vũ trụ bao la đó là Phật, đối với Phật là tam năng, tam bất năng. Không phải là vạn năng, không phải là độ được hết đâu. Cho nên cái độ là tùy duyên thôi. Còn chính là đào tạo cho mọi người phải chế ngự, phải hàng phục 10 loại chúng sanh ở trong lòng mình mới có được an lạc, mới có được giác ngộ. Không sai lầm, không nhận thức sai lầm như vậy mới có cái giác ngộ. Mà giác ngộ tức là bồ đề. Mà có giác ngộ, có bồ đề thì mới có cái tạng.
Cho nên dạy đây là dạy cho con người, chứ không phải là dạy để đi làm cái chuyện, cái chuyện ở bên ngoài. Và giải tiếp, Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thấy rằng ta là người diệt độ chúng sanh, chúng sanh là những người được ta diệt độ, thì Bồ Tát còn có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mạng, thì không phải là Bồ Tát thật. Cái chữ Bồ Tát ở đây là tất cả mọi người đều gọi là Bồ Tát mà không có gì tội lỗi hết. Gọi là Bồ Tát là cần phải hàng phục tâm mình, có nghĩa là tất cả đại chúng đều là Bồ Tát. Mọi người có quyền mà phát triển cái khả năng, cái nội lực để hàng phục tâm mình đối với 10 loại chúng sanh như vừa nói. Thì mỗi người là một Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát là dành để cho những cái ông mà trên trời lâu lâu bay xuống. À, không phải vậy. Bởi vì chữ Bồ Tát người ta dịch là giác hữu tình. Người ta dịch là hữu tình giác. Hữu tình giác là hữu tình là một con người vậy nè. Nhưng mà ta có cái trình độ giác ngộ, nhận thức chân lý từng phần tâm theo khả năng của người ta, thì người đó được gọi là Bồ Tát hết. Từng phần tâm, 5% cũng là Bồ Tát, 10% nhận thức chân lý, 10% cũng là Bồ Tát, 20, 30, 50 cho tới 100% là vô thượng Bồ Đề, là Phật. Cho nên cái Bồ Tát tuyệt đối không hề sợ. Mà đừng bao giờ tưởng tượng rằng Bồ Tát là một người ở trên mây bay xuống, từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc gì bay tới. Không, không có cái đó. Tin cái đó là tin quan đường, quyến hoạch. Không bao giờ biết Phật là ai, và cũng không bao giờ tìm đâu cho ra Bồ Tát. Đây là những người mà bây giờ là bỏ công, bỏ tiền, bỏ của mà đi làm một cách chân thành đó, để cứu độ những chúng sanh này, thì đó cũng là một Bồ Tát. Cứ đâu bảo lục đó. Nhưng mà làm cái đó có chừng là giống như con dao hai lưỡi đó. Cho nên mình nói phải nói thẳng vậy à. Mình quyên tiền được 10 triệu hoặc 100 triệu mà còn cái số tiền mà chi phí mà hao hết đó, mình phải xài hết sức cẩn thận, không phí phạm, không lãng phí. Mà nếu cần là mình đi đó, cái thì giờ mà chi phí đó là mình bỏ tiền của mình ra mà mình ăn, còn cái tiền mà cô ta đóng góp đó là mình phải để giao trọn cho những người bị nạn. Đó là tín hiệu Bồ Tát 100% mới mơ chiều nay. À, nó như dao hai lưỡi vậy đó. Còn mà mình quyên được 100 triệu mà mình đem đi, mình xài rất là sang, ăn rất sang, xài rất thoải mái. Chưa kể là những cái thứ mình lãng phí, là quyên phim, là chụp ảnh, là tốn 50 triệu bạc. Coi chừng, dao hai lưỡi đó. Lãnh một cái trách nhiệm mà làm không tốt, không trọn vẹn, mình gánh lấy hậu quả. Mà tránh cái tài Phật nào hành hết, rồi sẽ tự có hậu quả. À, vấn đề khó ghê lắm. Cho nên đi cứu trợ là Bồ Tát chánh hiệu. Mà đi cứu trợ coi chừng con dao hai lưỡi lớn quá là nó đứt trở lại mình. Mình không sắc đồ là bén là ngon đấy, nhưng mà có thể nó đứt lại. Cho nên cái người học Phật phải cẩn thận lắm mới được á. Và đã tới lại là vấn đề Bồ Tát là không phải dành riêng cho một ông nào ở trên cao, ở nơi xa, từ trên trời bay xuống, không có. Tất cả mọi người là Bồ Tát hết. Giác ngộ từng phần trăm một đều gọi là Bồ Tát, gọi là hữu tình giác. Rồi đem cái hiểu biết của mình động viên, nhắc nhở, bồi dưỡng cho người khác hiểu biết, có trí tuệ thông minh trong cuộc sống, có giải pháp giác ngộ trên đường tu. Đó gọi là giác hữu tình. Hai cái nghĩa đổi lại nha. Hữu tình giác, hữu tình giác là một con người, là mình đây, chúng ta đây, mỗi người là một hữu tình, là hữu tình giác. Đó là nghĩa thứ nhất, đó là nghĩa tự giác. Đổi lại giác hữu tình thì đó là cái nghĩa giác tha. Ta đem cái giác ngộ, cái hiểu biết của ta đem ta truyền đạt cho người khác. Thế thì chư Bồ Tát này đấy là hữu tình giác, là phần tự giác, tự độ. Giác hữu tình là phần độ tha, giác tha. Do vậy cho nên mọi người tùy theo cái giác ngộ từng phần trăm, mọi người là Bồ Tát hết.
Nếu nói theo cái tư tưởng Đại Thừa đó là Bồ Tát mà không cần thọ giới, mà anh làm đúng với cái ý nghĩ là hữu tình giác và giác hữu, hữu tình thì không cần phải thọ giới cũng được. Nhưng mà nói như vậy á, thì có người ta nói mình vượt qua cái lễ giáo gia thông, nói trống cao ngã mạng, ví dụ vậy. Nhưng mà cái của tôi nói đây là tôi nói theo cái lý trí, cái chân lý thật sự. Người ta làm được tất cả những cái việc mà gọi là hữu tình giác và giác hữu tình thì không cần thọ giới với ai hết. Mà đi nghe kinh, xem kinh, học đạo đều có quyền làm việc đó để mình trở thành người giải thoát giác ngộ. Mà cái đó là khó, cái đó là nói nó không khéo là người ta chửi chết chịu. Ta tài rễ là ta chửi chết chịu chứ tôi không biết à. Còn tôi là tôi chịu, nó quen rồi. Tôi chịu nó quen rồi, nhưng mà tôi chịu là tại sao tôi chịu được? Là tại vì cái mà tôi nói đó là không phải vì quyền lợi cho tôi. Tôi cũng không có ý mà công kích để mà đè bẹp những cái gì của ai để mà tôi thay thế cho cái địa vị ưu việt ngon lành. Mà tôi nói với tấm lòng chân tình là cái học và cái hiểu của tôi. Tôi nói thật cho ai đó, nếu mà nghe được là người ta được cái lễ. Do vậy cho nên tôi hy sinh, tôi không có nghĩa lý gì cả, thành ra muốn sai trễ tôi kiểu nào cũng được. Tôi nói cho nó trung thực với cái lòng của mình. Mà Quyền Giác Thiền Sư có cái bài mà tôi rất thích, quyết định thuyết biểu chân tâm, hữu nhân bất khẳng nhậm tình sân, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấn, trích diệt tầm chi ngã bất năng. Tôi dịch là nếu được nói tôi xin giữ lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng gay gắt cấp, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích nói ba va giặc giảnh, nói thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Dịch cái bài của Quyền Giác. Bây giờ cho nên nếu mà một là nó được, dù là huynh đệ nghe nghịch ý không chung lòng gây gắt cấp, tôi xin cam nhận hết. Hai là bằng không được vậy tôi không còn gì để nói. Không còn gì đó nói. Nếu cần là coi như khùng khùng điên điên cũng được, sao hết. Chơi trong rừng, trong núi, chơi với cỏ, với cây. Vậy nên những cái của tôi nói ra thì không phải ai cũng nói được. Là vì phải chịu, phải chấp nhận những cái múa rìu, cái sấm sét. Thì tôi hy sinh tôi thì dễ rồi, chứ còn đâu phải ai là cũng bằng lòng hy sinh được. Cho nên nói phải cẩn thận. Chứ cái chuyện mà thọ giới là không thọ giới mà làm cho Bồ Tát cũng cứ gọi là Bồ Tát, cái đó là chân lý đó chứ. Nhưng mà nói như vậy không phải ai cũng chịu. Bằng cớ là tôi đã nói với đại chúng nhiều lần rồi, thí dụ như cái quả gọi là độc giác. Độc giác mà cái quả là bích chi Phật, ta đâu có thọ cái giới nào. Không hề có thọ giới, không hề nghe câu kinh. Mà do cái chủng tử của ta nhiều đời rồi, trong cái đời này người ta nhận thức được chân lý, ta nhìn qua rơi, ta nhìn lá đụng, ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của giải pháp. Người ta xa rời những cái dục vọng tầm thường, thế thì ta có quyền hưởng được cái thanh tịnh của ngang với cái địa vị bích chi Phật đó chứ. Điều đó là đã có rõ trong cái điển Phật chưa mà. Do vậy cho nên là có thọ giới thì cũng tốt, nhà có người hướng dẫn thì mình tu hành dễ hơn. Còn như không có người hướng dẫn mà mình tự ngộ thì mình cũng vẫn hưởng được cái thành quả giống nhau. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Người ta nói là ngạo mạn, nhưng mà không phải. Đó là cái lẽ thật chứ không phải ngạo mạn. Cho nên là Bồ Tát á, tại sao là kiêng kỵ cái chấp? Nếu mình chấp mình là năng độ, còn thấy mình năng độ, còn thấy sở độ, có nghĩa là 10 cái tư tưởng của 10 loại chúng sanh đó nó còn ở trong lòng mình. À, cái ý nó vậy đó chứ.
Cho nên độ 10 loại chúng sanh đó được vào vô duy niết bàn mà không thấy chúng sanh là được độ, mình là người năng độ, chúng sanh là sở độ, thì mới là Bồ Tát 100%. Tại sao vậy? Vì lẽ nếu mà còn có chúng sanh sở độ là mình độ chưa hết nó. Nếu còn thấy mình là người năng độ, mình là người độ, có nghĩa là mình còn đang, đất nước mình còn đang chiến tranh mà. Mình chưa đuổi kẻ thù, kẻ giặc ra khỏi đất nước mình, cho nên mình mới còn đánh giặc đấy chứ. Chứ nếu như giặc mà nó thua, mà nó chạy về nước nó hết rồi, thì mình cái nước mình đâu còn gọi là chiến tranh. Mà nước mà còn chiến tranh, còn bộ đội, có nghĩa là giặc thù chưa ra khỏi nước. Đó, cái lý nó rất là rõ. Cho nên là Bồ Tát mà còn thấy có 10 loại chúng sanh đó, mà còn thấy có mình là người năng độ, 10 loại chúng sanh là sở độ, là mình chưa phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát còn gian nan lắm. Một là thắng, hai là có thể thua. Giống như giặc còn trong đất nước thì mình có thể thắng mà cũng có thể thua. Còn giặc mà phải quánh cho nó dâng ra hết khỏi đất nước mình hoàn toàn, thế thì là không đặt vấn đề đánh giặc nữa, thì mới thật là đất nước hòa bình. Do vậy cho nên Bồ Tát mà còn ý niệm năng độ, sở độ, không phải là Bồ Tát thật. Kinh điển là cái lý luận của Bát Nhã khích đạo, chứ không có cái gì màu nhiệm hết đó. Tại sao mà còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng tội giả, còn thấy có năng độ, sở độ, không phải Bồ Tát thật? Là tại vì anh đánh giặc mà giặc chưa ra hết khỏi biên cương, khỏi đất nước. Có nghĩa là nhiệm vụ anh chưa làm cái gì. Và chừng nào mà hoàn toàn không còn bóng giặc ở trong đất nước anh thì tất cả những cái vũ khí thuộc về chiến tranh không cần dùng tới nữa. Chừng đó mới thật là cái nước thanh bình, thanh trị. Do vậy cho nên tu hành mà còn chấp là không được. Cũng như tu hành mà mình chấp mình chứng được có quả gì đó, có nghĩa là mình thấy rằng còn đối thủ, còn phiền não vô minh ở đâu đó. Chứ nếu mình trở về với cái bản tánh thanh tịnh, bản nhiên Như Lai viên giác vô tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì anh còn thấy anh chứng cái gì? Còn cái gì nữa để chứng? Mà còn thấy chứng có nghĩa là tôi đã đánh được phiền não vô minh dạt ra tới lúc nào rồi. Cho nên tôi mới là gọi là tôi thắng. Chứ kỳ thật là mà đánh tất đi hết lần rồi thì không còn có nghĩa thắng gì nữa. Nghĩa là đất nước của tôi an lành như vậy, thanh bình như vậy là nói vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có thắng gì hết. Mà còn nói rằng tôi thắng, tôi tính nó vô trong góc nào đó, tính nào đó, có nghĩa là giặc chưa hết. Cho nên tôi hành không có đặt vấn đề chính đắc là ý nghĩa gì hết. Thực chỉ trượt giữa thai cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ cao vút tuyệt vời, nó đưa con người đệ tử Phật đến cái đỉnh cao của trí tuệ, đào tạo cho người Phật tử một sức sống lạc quan tích cực, một tâm hồn vị tha vân kỷ. Sống lạc quan tích cực nha. Bởi vì ta nhận thấy cái chân lý của cuộc đời rồi, nhận được cái thực tướng của Bát Nhã rồi, thì còn có cái gì quan trọng đâu. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng mà. Cho nên hồi hôm này tôi coi TV, tôi thấy là các bà con mà nói cái chỗ mà người ta, cái đất bị quy hoạch đó mà. Và trong thành phố này cũng còn nhiều chỗ bị quy hoạch lắm, giữa thành phố chứ không phải là ở quận, ở huyện đâu. Nhìn tới cái đó rồi, thấy bà con nói như vậy rồi, thì là trong đầu tôi nghe tôi nói tài thuộc ngũ gia mà Đức Phật của tôi nói đã nói có sai đâu. Y chân vậy. Tài thuộc ngũ gia. Có người vừa nói vừa khóc. Ông bà để lại đất đó, để vậy thì làm ăn sống được gia đình. Mà nếu mà quy hoạch mà chia ra, trả cho số tiền nào đó thì phải chia ra 3, 4, 5 phần gì đó. Thế là người còn có chút. Mua lại cái nền nhà khác cũng chưa chắc đã đủ, thì còn nói gì tới cái chỗ an cư để lạc nghiệp. Cho nên vừa nói vừa khóc. Thì mình cũng cảm động, cảm thông cái đó thôi. Chứ giờ làm sao giờ? Tôi nói ví dụ như giờ đây là ai mà còn phủ nhận được. Nếu như cái nghĩa trang Việt Đến Chi mà không lấy cái thốt cốt, bây giờ cái thành phố còn đẹp, có đẹp được như bây giờ không?
và bao nhiêu cái nghĩa trang vòng 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 đây là bao nhiêu trăm mẫu đất. Mà nếu mà đừng có dám động tới thì cái thành phố có đẹp như ngày nay không? Do vậy cho nên là cái lợi nào cũng có cái hại, mà cái sung sướng an lành nào nó cũng có cái đau thương nó tàn ẩn ở trong đó. Từ ra đi tới con đường vô thượng bồ đề, nghĩa là biến ly tất cả thì mới an lành được thôi. Tí bây giờ còn ai phủ nhận được cái lập thì nghè đó, bây giờ là có con đường sát bình lộ đẹp quá đi chứ. Mà đẹp đâu phải đẹp cho một ông nhà nước nào, mà đẹp của toàn dân, của cái thành phố lớn. Và còn nhiều chỗ phải làm vậy, mà làm vậy thì đẹp cho cái tiêu biểu của một thành phố, của một dân tộc hãnh diện. Nhưng mà có bao nhiêu bà con phải bị con hư, là có người không bảo luật là con hư, thành phố này con hư nhiều lắm. Tiền của cho ăn đi học không học, mua xe chạy đua rồi chết. Rồi chết cha mẹ đau khổ lắm chứ. Rồi đi xài những cái gì ke, cái ma túy, rồi cung cấp không đủ là phải gì, lập băng đảng để rồi đau lòng cha mẹ biết là chừng nào. Thế thì là nước trôi nè, bão lụt trôi nè, lửa quả quạng trái nè, con hư phá tán nè, rồi chính phủ quy hoạch xung công nè, rồi trộm cướp lấy nè. Thế thì tài được ngũ gia quá đúng. Vì vậy trên ở cõi đời này gọi là cõi ta bà, là vì luôn luôn phải chịu đựng những cái sự khổ đau, sự bức bách lo ta mãi như thế, gọi đó là ta bà. Chứ không phải là có cái vùng đất nào là đất ta bà đâu. Ngày nào còn chịu những cái bức bách, cái khổ đau như vậy, cái áp lực như vậy, gọi là ta bà. Thế thì bây giờ mình chuyển cái khổ đau đó, chuyển khổ đau đó mà tấn công cái chuyện đó, là chỉ có cái cách là cái kiểu như Đức Phật, không còn gì hết. Cho tất cả, xả tất cả, bố thí tất cả, bố thí tất cả, cả sắc, cả thân, cả hương, cả vị, cả xúc, cả pháp. Thế thì không còn cái lý do để ưu tư, để đau khổ, để tiếc nuối. Cho nên Phật được an lành. Hay vô cùng. Nhìn cái đó là thấy nó hay vô cùng cho bạn. Có cái điều là không phải người nào cũng làm được. Nó có người có hoàn cảnh làm được, có người cái hoàn cảnh nó chằng chịt nhiều quá không làm được. Cũng như là có những vị làm vua mà vua nhiều khi là hoặc là làm tổng thống mà muốn tự chức tự cũng không được, bởi vì cái dây cánh, cái chân rít ở dưới mình mà tự chức ra là xung quanh ở dưới nó mất quyền lợi, nó không có chịu. Thế là mình phải làm trường tới hoài, ta gọi là lên cọp xuống không được. Cho nên có người ở trong cái môi trường hoàn cảnh muốn dứt mà dứt không được, chứ không phải ai cũng làm được. Do đó mà cái cõi đời nó trở thành cái cõi ta bà là vậy. Giáo lý Bát Nhã đào tạo cho người Phật tử một sức sống lạc quan tích cực, một tâm hồn vị tha vong kỷ. Với cái tâm hồn lạc quan người ta vong kỹ, người Phật tử sống trong thực tế giữa hiện tượng vạn pháp của cuộc đời mà mỗi bước đi không rời chân như thật tốt. Nhận thức thật tướng Bát Nhã, và thường tư duy quán chiếu cái thật tướng Bát Nhã, thì người ta có thể lạc quan, sống trong cuộc đời có lạc quan. Với tinh thần vị tha vong kỹ mà vượt qua mọi cái thứ khổ đau. Mà muốn vậy là chỉ có cách là phải nhận thức được cái thực tướng của Bát Nhã, là thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vô tướng tức là thấy rõ cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Mà duyên sanh thì như quyển. Như quyển nghĩa là nó không có cái tự ngã trường tồn vĩnh cửu cố định bất biến. Do vậy cho nên là cái xã hội nó chuyển biến đều đều, và sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử đều đều. Phải thấy cho được cái thực tướng đó thì mình mới tôi luyện cho mình một cái lạc quan, cái tích cực lạc quan. Còn bằng không thì mình bị nó chi phối à. Một tâm ta có khả năng xây dựng ra 10 pháp giới. Tâm ta xây dựng ra 10 pháp giới. 10 cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
người Atula trời, nó gọi là lục đạo đó, gọi là lục hàm đó. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, mười cảnh giới đó đều là tâm ta xây dựng hết, chứ không phải ai làm ra cho ta sẵn để cho ta ở, ta tới và ta định cư. Không phải, tâm ta xây dựng. Tâm ta mà không xây dựng cái nhân thì cái quả không không ai làm sẵn cho ta được hết. Cảnh giới của thanh văn là cũng phải do tâm ta xây dựng, cảnh giới của Bồ Tát cũng do tâm ta xây dựng, và cảnh giới của Phật, của Vô Thượng Bồ Đề cũng do tâm ta xây dựng, chứ không có ông Phật nào làm sẵn một cảnh giới để cho ta tới ta định cư rồi ta sẽ được an lành. Không có. Học Phật là phải phải nhớ cái chỗ đó. Pháp giới là nhất chân, chỗ nào cũng như chỗ nấy. Trong ta thanh tịnh an ổn thì ta ngồi đâu, ở đâu là cực lạc ở đó. Pháp giới là nhất chân, là thanh tịnh giống nhau. Do vậy cho nên tâm nào mà bị ưu tư, bị sầu muộn thì đến đâu ngồi đâu, chỗ đó là chỗ đau khổ, do tâm ta xây dựng thôi. Một tâm ta có khả năng xây dựng ra 10 pháp giới thì 10 loại chúng sanh ấy sanh trưởng ở lòng ta. Nó rõ ra là chúng là những cái tư tưởng nè, những cái quan niệm phát xuất từ cái ý thức ở lòng ta, những cái khái niệm tư tưởng từ vi tế cho đến thô động, từ tư tưởng đến cụ thể luôn luôn chuyển biến trong tâm thức con người còn ở trong tam giới. À, 10 cái loại tư tưởng đó nó chuyển biến ở trong lòng của chúng ta, chứ không phải nó ở ngoài. Cho nên độ là hàng phục là quá giải, là chế ngự 10 loại tư tưởng đó ở trong lòng ta. Thai sanh là những loại sanh do cách tinh từ phôi thai, noãn sanh là những loại sanh do từ trứng rồi phát chuyển hình thành từ trứng. Thấp sanh là những cái loại sanh từ nước, từ chỗ ấm ướt sanh ra. Quá sanh là những cái loại nó sanh ra là do biến hóa, do phát xuất mà thành. Hữu sắc là những cái loại có hình hài sắc chất. Vô sắc là những cái loại tư tưởng không nương ra sắc chất hình hài, tức là cái loại mà tưởng tượng bằng ốc tưởng tượng. Phi hữu tưởng là những cái loại tư tưởng vi tế không còn tưởng thô, tức là những cái lúc mà người ta thiền định, người ta đi sâu vào trong nội tâm cho tới nỗi gần như là không còn tri giác. Phi vô tưởng là những cái khái niệm vi tế gần như bạc hẳn, không còn niệm nhưng mà không phải không còn, gần như không còn mà không phải không còn, sự thật là còn. Gọi 10 loại sanh ấy là chúng sanh vì giả chúng duyên như sanh, nương ra các duyên mà sanh, do hoàn cảnh mà sanh, do điều kiện mà sanh, do tưởng tượng của con người mà sanh. À, cố giả chúng duyên như sanh, cố giết chúng sanh, tất cả đều nương tựa các duyên mà sanh khởi, cho nên gọi là chúng sanh. Để học chữ chúng sanh là vậy đó. Phật gọi mọi người là chúng sanh. Con người thì Phật gọi là chúng sanh, mà là chúng sanh hữu tình. Còn núi sông đất liền, rừng rú cỏ cây hoa lá thì cũng gọi là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh đó gọi là vô tình chúng sanh. Vì hai cái loài hữu tình hay vô tình đều là giả chúng duyên nhi sanh, nương nhờ các duyên hòa hợp, nương gá lại mà hình thành, chứ không có cái nào mà nó có cái tự, nó có một cái bản chất riêng để nó sanh ra đó. Không có. Đấy, bình hoa đẹp này đó, chứ mà giả chúng duyên đó, rất là nhiều duyên. Hoa này bây giờ người ta làm hoa rất là đẹp, càng bượng nhiều duyên chừng nào càng đẹp chừng ấy. Những cái hoa này là người ta cho những cái màu đó nha, người ta cho cái màu là nhân tạo mà nó ra đó, nó lai tạo ra đó, đẹp hết sức đẹp đó, là do giả chúng duyên như sanh đó. Từ lâu rồi bông của mình không có nhiều màu đẹp vậy đâu, mà bây giờ người ta lai tạo là do người ta thêm những cái chất là hóa học, từ sự kinh nghiệm của khoa học mà người ta có thể thay đổi. Trái cây bây giờ nó cũng nhiều thứ nó ngon là tại vì là ta thêm duyên vào, so với cái trái cây của vũ trụ của thiên nhiên là ta thêm rất nhiều duyên. Tất cả
tất cả đều nương các duyên mà sanh, là Bồ Tát cần diệt độ. Diệt độ đây có nghĩa là diệt trừ và độ tận tất cả, khiến cho chúng vào vô dư niết bàn, nghĩa là vào niết bàn không còn sót lại người nào, cái mong cái tư tưởng nào. Nói rõ hơn là Bồ Tát cần xóa sạch hình bóng tác động cho đến cái khái niệm vi tế của chúng ở trong tư duy, ở trong ký ức của mình. Diệt độ xóa sạch hết mà nên quên đi mình là người diệt độ, chúng sinh là đối tượng bị diệt độ. Như nói nãy, nếu mà còn thấy có đối tượng diệt độ có nghĩa là đất nước mình còn phải còn giặt để đánh, có nghĩa là nước mình chưa thanh bình. Mà nếu thật sự thanh bình là không cần phải còn đặt cái vấn đề là quân đội và đi đánh giặc nữa. Đây, dẫn cái này hay lắm đây nè. Vĩnh gia quyền giác nói, ngũ quẩn phù hư không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Giang giặc không ngoài ngũ quẩn, nhưng xét cho tộc, ngũ quẩn chỉ là sự hợp tan, vô minh không ngoài tam độc, nhưng tư duy cho cùng, tam độc tụ tán như bọt nước đầu gèn, năng độ và xóa độ chỉ có thể dùng khi còn là mộng lý. Khi còn mê mộng thì là tam độc nó mới độc. Khi mình còn mê thì tam độc, tham sân si nó mới là độc, nó mới có tác dụng nó hại mình. Chứ nếu mà mình tỉnh thức rồi á, thì gọi là tam độc thật chất không hề độc. Nó như bọt bèo, như là gì đấy không quên rồi. Nghĩa là nó như bọt bèo mà, nó như mộng quyển, nó không có chất. Thành ra mê thì tam độc là độc, mà giác á, thì tam độc không còn tác dụng. Cái người mà tỉnh thức, mà cái người mình lương tâm lương tri, nó tỉnh thức thì là tham không còn độc nữa. Người ta hết tham rồi, sân người ta cũng không sân nữa, si người ta cũng không si nữa, thì tham sân si đâu còn là độc. Do vậy tôi gọi là mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Khi mê mộng thì thấy có trời, người, Atula, địa ngục, xuất sanh, ngạ quỷ. Mà tỉnh thức rồi thì các cái thứ đó không có. Cho nên địa ngục đừng có sợ. Sợ địa ngục là sai lầm, không có. Không có địa ngục. Mê là thấy có địa ngục. Nên nè, cũng giống như Khám Chí Hòa vậy, đối với người lương thiện này đâu có. Khám Chí Hòa nó có là đối với người cướp giật trộm cướp và làm sai luật pháp hiến pháp của xã hội đề ra. Chứ còn những người lương thiện thì cái Khám Chí Hòa này nói là nói nghe cái tên đó của ai đâu, chứ của mình đâu có đâu. Địa ngục nó cũng giống như vậy. Nó có những người nào mà lương tâm lương tri mà sống sai với chân lý, được bị dày dò đau đớn cực độ là do mình sống sai, sống trái chân lý. Cái này là tôi nói kiểu tôi là con như hy sinh đó, hy sinh mới nói vậy. Nhưng mà bây giờ mình chết rồi thì chuyện gì mà không dạy gì mà không hy sinh để nói cho người mây ra người ta nghe có tính thức chứ. Không hề có quỷ sứ gì hết phải, không hề có Diêm La Vương gì hết phải. Mà Diêm La Vương là khi mà mình làm tội ác bất dân thất đức ở trên cõi đời này nè, rồi nó tự hành hạ từng đêm từng ngày, đau khổ triền miên. Cho nên cái chữ địa ngục tôi nói nhiều lần rồi, nó là tâm dịch, là khả yểm, là khả cụ nè, bất lạc nè, khổ khí nè, vô là hữu nè, vấn đề chấp mắc sai lầm nè, vấn đề không có một chút tâm hồn, không có một chút an vui nè, không có một chút tự tại nè, không có chút giải thoát nè, là sống trong hoàn cảnh đánh nhầm, đánh chán, đánh ghê nè, là người đó đọa địa ngục đó. Chữ địa ngục đàng hoàng kinh điển Phật thì chỉ nói ở đó thôi, chứ không có nói ở trong lòng đất bao giờ. Tâm dịch chữ địa ngục ra đó là khả yểm, là cái hoàn cảnh môi trường nào mà đáng cực kỳ chán nản, sống không còn sống nổi nữa mà phải sống, đó là địa ngục. Cực kỳ ghê sợ khủng khiếp mà khó nổi tánh, mà cái đó nó tác động cái quanh hành mình ngày này qua ngày nọ, đó là địa ngục đó. Lương tâm lương tri dày dò cắn rứt trong cuộc sống, thậm chí giấc ngủ la bài hải,
những cái điều bất bình bất mãn trong giấc ngủ, đó là hiện tướng của địa ngục dày dò, là cảnh đó đó. Cho nên là khi nào mà bà con ta mà cái tâm hồn nó nhẹ nhàng đó, cái giấc ngủ đó, thỉnh thoảng mình thấy đường chim bao lành mát mẻ vui vẻ. Mà khi nào mà tâm ta bực bội á, nó biểu hiện ra cái giấc ngủ rất là sợ sệt, thù hận, khóc la. Đó là nó biểu lộ cái tâm lòng của ta không được an, không được vui đó. Nó khổ dài dài nó mới biểu lộ ra đó. Cho nên là khi mà nó có như vậy á, là mình phải tư duy, mình quán chiếu lại, rồi mình mở cái bút đi. Có khi là mình thấy mình gầy lộn với cha, hoặc là cự lộn với mẹ, hoặc là khóc lóc vì là cái sự đau khổ, uất khiếp gì của cha mẹ. Đó là do hoàn cảnh thực tế ngoài nó hành hoành dữ lắm rồi đó. Rồi cái giấc ngủ nó biểu hiện ra. Đó là cái hiện tướng gọi là địa ngục của trong đạo Phật, là cái cảnh như vậy thôi. Chứ không có nhân duyên quỷ sứ nào. Còn nếu mà nói mà có ở trên cái cõi này, cõi kia, ở trên, ở dưới đó, là cái đó không phải của đạo Phật. Tôi không bảo rằng là tôi quả quyết nó không có. Nhưng mà theo cái của tôi học, hoàn toàn là đúng cái điểm là không có ở dưới đất. Cũng không có trong cõi nào đó, mà cái cõi đó là do tâm. Lần sau tôi sẽ giảng, sẽ giảng rõ về cái chỗ đó. Chỗ đó kỹ hơn nữa, bà con phải để ý mà chịu khó mà nghe từ từ các vị mới thấy rõ. Cho nên tôi thấy mà đi đường mà tôi thấy mà người ta chở, ta làm cái nghề mà bán nhà minh khí, nhà lầu, nhà kho, quần áo đó, rồi nó đau cái tim của tôi, đau lắm. Những người đó họ có lòng tin đấy chứ, có lòng tin là nó phát xuất từ cái tốt đấy chứ đâu phải là xấu đâu. Nhưng mà cái lòng tin như vậy là đau vô cùng. Xã hội không lành mạnh mà cái người tin như vậy mất tiền mà không được gì hết, đau lắm. Mộng lý minh minh hữu lục thú, con người còn mê muội trong sáu nẻo luân hồi, và nó không còn tác dụng đến lúc mà gọi là giác hậu không không vô đại thiên. Đến lúc giác ngộ rồi thì cõi tam thiên đại thiên thành ra nhất chân pháp giới, cảnh giới không có cảnh giới thứ hai. Thì đâu có địa ngục gì đâu, đâu có thiên đường gì, đâu có cực lạc gì đâu. Pháp giới là nhất chân. Là nhất chân có nghĩa là nó là chân như thanh tịnh, nó là một thứ, dính diễn là một thứ. Chứ không có địa ngục ở chỗ nào hết. Không có thiên đường cực lạc ở chỗ nào hết. Nói vậy là nói bạo lắm đó. Nhưng mà đủ sức chứng minh. Nhật nhân dục liễu tri đây là kinh Hoa Nghiêm đây nào. Bây giờ chúng ta tin hay không tin? Nhân nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm đạo. Người nào muốn rõ biết vấn đề ba đời, vấn đề mười phương Phật, nên quán cái tánh pháp giới tất cả đều duy tâm đạo. Do vậy cho nên pháp giới là chân như, là nhất chân, bình đẳng. Khổ hay vui là do tâm của ta đó. Địa ngục ở thiên đường là do tâm của ta xây dựng nó đó, chứ không có ai hành ta hết trơn. Cho nên dám quyền dám nói là vô tội phước, vô tội ích. Có nghĩa là không có tội phước, không có vấn đề tội phước, không có vấn đề thiện ác thật sự. Tình việc tính trung mạc vấn mịch, trong tâm của các vị có cái tính an lành, thanh tịnh, vấn lặng hoàn toàn, không có đau khổ gì hết. Nhưng mà tỷ lai tầng cảnh vị tầng ma, hồi nào giờ các vị tấm gương của các vị là nó trong sáng hoàn toàn đấy, nhưng mà các vị để bụi nó bám, các vị không có lao, không có lao, cho nên tấm gương của các vị có mà các vị không có xài được. Kim nhật phân minh tu phẫu tinh, ngày nay có điều kiện, có cơ hội được có thiện ấu tri thức, có thể lành của bạn tốt, ta nên lao chùi nó lại để ta xài, để ta vận dụng, ta sử dụng cái tấm gương lòng trong sáng vốn có của ta, không có sợ ai nữa. Cho nên là tôi dịch những câu đó tôi rất là tâm đắc. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Ai bắt tội nói nghe thử. Anh lấy quyền gì, lấy tư cách gì bắt tội người ta? Cho nên không có. Đạo Phật không có ai bắt tội nữa. Ai bắt tội, ai là người chịu tội?
thiện là chi, phước cũng lại là chi, sở làm chi, hai cái danh tự vô nghị. Sở cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lần sáng xưa nay ta vẫn có, mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi, nhận thấy rõ tội phước không ai ban và cũng không ai phạt, rất là bằng lòng, rất là bằng lòng, không có mê tín gì đâu được. Bởi vậy Bồ Tát hàng phục tâm mình bằng cái cách là xóa hết năng độ sở độ ở lòng mình. Bồ Tát thấy rõ là vô minh Phật tánh, tức Phật tánh mà ảo quá, không thân tức pháp thân. Bồ Tát thấy rõ là cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vô minh tam độc, gọi tam độc, thực chất không hề độc, nó không có độc. Mê thì nó là độc, mà giác thì tham sân si không hề là tam độc gì nữa. Thực tánh của vô minh là Phật tánh, ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân này là thân ảo quá đây nè, nhưng mà nó không rời pháp thân đâu. Đừng có chê nó, đừng có khinh rẻ nó, đừng đi cầu cái ông Phật, ông tiên, ông thánh, ông thần nào khác, mà chính đây là từ pháp thân Phật mà nó diễn, nó duyên khởi ra đó. Giống như là một lượng sống ở trong cái biển bên mông kia, cái lượng sống đó là nước biển đấy, từ nước biển mà nó thành ra cái lượng sống đấy. Thế thì lượng sống đó không phải là nước biển, nhưng mà không ngoài nước biển, từ trong nước biển mà sanh ra. Cho nên nước biển là bản thể, mà sống, lượng sống là hiện tượng. Chúng ta, mỗi người chúng ta là một lượng sống của biển. Và cái Phật tánh của chúng ta là cái thể chung, như là cái thể nước biển vậy. Từ cái thể nước biển chung đó mà nó diễn khởi ra, mỗi người thành ra là một lượng sống. Vậy thì tất cả những lượng sống đó đều là từ nơi cái nước biển phẳng lặng mà có, mà diễn sinh ra. Do vậy làm sao mà ta quỷ hoại cái thân này, khinh rẻ nó để đi cầu cúng lại lục quỷ thần nào khác chứ? Ai ban và ai bắt tội chúng ta chứ? Cho nên cái tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa nó thiết vời như thế, mà nghe không nổi thì thôi. Thì năng không nhất thiết tướng thành giả pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định định nghiệp. Năng tri quần sanh cái tánh cùng, ức kiếp sinh tử cái sự, nhi bất năng qua đạo vô duyên thôi. Không nghe, không tiếp thu, không chấp nhận thì không làm sao nói được. Chứ cái chân lý nó rất là rõ ràng. Bây giờ tới cái đoạn thứ tư là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phải trụ cái tâm mình như thế nào đấy? Cái tâm mình nó không có chỗ nương gá. Chứ trụ đây có nghĩa là nó nương gá. Phải có một cái chỗ nương gá, phải có một cái chỗ dựa thì nó mới là an được. Tự nhiên đứa con nó còn nhỏ thì nó nương gá, nó phải an lành, nó là phải chỗ dựa của nó là cha mẹ. Lớn lên một chút đó thì cái chỗ dựa của nó là nam thì dựa vào nữ, mà nữ thì dựa vào nam. À, không cho có chỗ dựa cái đó không có được. Sách Nho người ta nói rằng nữ đại bất giá như tư diêm phạm thủ, mà nam đại bất hôn như liệt mã vô cương. Trai lớn mà không có vợ thì giống như ngựa chín mà không có dây cương, mà nó chạy bậy không mà không làm được đó. Rồi nữ lớn mà không có gả thì giống như hũ mắm để đầu vàng, giống như là người bán muối lậu. Mà trong chế độ phong kiến hồi xưa, ai bán muối lậu là tội nặng lắm, chứ bằng tuy nhiên phạm thủ, tội đầu là tội bán muối lậu. Thành ra là phải có cái chỗ dựa. Rồi còn cái người Phật tử bây giờ đây, giờ cái chỗ dựa nam nữ có chỗ dựa xong rồi, giờ trong cuộc sống là phải có cái chỗ dựa tâm hồn. À, thế thì là phải chỗ dựa ở nơi cái gì giờ đây, trụ ở đâu đây để cho nó an lành đây. Đạo Chúa thì cái chỗ dựa của linh hồn của những người con chiên là nước Chúa và Chúa Trời. Còn những người là đạo Phật thì là cái chỗ dựa của mình là bằng ông Phật Thích Ca, được không?
Không, không được. Chỗ giữa của mình mà ông Phật Thích Ca là không có nước. Ông ta có nước Chúa, mình nó có nước, ông Phật Thích Ca mình nó có nước. Không có nước Phật. Thế điều gì phải dựa đâu đây? Đó là vấn đề phải đặt ra. Còn cái chỗ dựa mà của Đức Phật A Di Đà đó, là học theo liệu nghĩa thường thừa thì chỗ dựa đó không phải giống như nước Chúa. À, nếu mình hiểu cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà giống như nước Chúa của đạo Chúa là mình hoàn toàn sai rồi. Giáo lý mình vừa học pháp giới là nhất, chân là bất, vậy thì làm gì có cái vùng đất của Đức Phật A Di Đà là vùng đất hứa chứ? Không có, không có hứa cho ai cho trơn à. Nhất thiết duy tâm, duy tâm tạo mình sao có vùng đất hứa được? Cho nên học Phật cho kỹ rồi cho nó nhìn thấy nó có những cái nó đau lắm. Hiểu sai đạo Phật hết trơn. Cho nên cái chỗ giữa đó nè, bắt đầu cái chỗ hàng phục cái tâm của mình nè, trụ tâm mình nè, đây nè, bắt đầu học này. Phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phải trụ cái tâm mình như thế nào? Đáp câu hỏi Vân Hà, ân trụ Vân Hà, hàng phục kỳ tâm. Tức là phải hàng phục tâm mình như thế nào, trụ tâm mình như thế nào. Phật giải rằng đúng với pháp tánh, Bồ Tát làm việc bố thí mà không nên trụ chấp việc bố thí của mình làm. Từ bố thí này nó hay lắm, chứ không phải bố thí thường thường, nên lát nữa bỏ tiền vô để bố thí này là bố thí thường. Sắp bố thí này là bố thí thường. Bố thí này là bố thí kêu bằng tục đế. Còn cái mà bố thí ở đây là bố thí chân đế khác nữa. Bố thí thường ở đây là bố thí và tài thí, pháp thí và vô quý. Vô quý thí. Bố thí tài là chút nữa đây nè, moi tiền bỏ vào hộp nè. Đó là bố thí tài, mà đấy là ngoại tài nha. Còn những cái người mà mang tiền mà đi đưa tới tay người ta đó, mà có khi lội bùng lội sình, mà cực nhọc đó, mà để đưa tới tay đó là người đó bố thí về nội tài, tức là ta lấy công sức của người ta. Còn như Phật tử mà bỏ tiền vô đây đó là bố thí, mà bố thí ngoại. Ngoại tài tức là cái của cải, cái vật chất mà mình làm mình có ra, chứ mình không có trực tiếp mình lấy cái thân của mình. Tất nhiên là ngoại tài cũng là gián tiếp của nội tài, nhưng mà nó là gián tiếp. Còn cái nội tài là ví dụ như người ta bệnh hoạn, người ta bị tai nạn tật nguyền, rồi mình lại mình bưng, mình ẩm, mình bồng, mình bế, mình bỏ lên xe, mình chở đi, rồi mình chăm sóc, mình tắm rửa, hoặc là mình nấu miếng cháo, miếng cơm, mình cho người ta ăn trực tiếp. Đó là bố thí nội tài. Còn đó là bố thí tài đó. Còn bố thí pháp là thí dụ như giảng kinh về Phật, hồi đó giảng kinh khắp nước khắp nơi là thí pháp. Rồi còn Phật tử tại gia nó cũng có thể thí pháp được nữa. Người ta ích kỷ lắm, cho nên là một cái xíu à có thể mình thí pháp à. Tôi nói thí dụ như cái anh mà cái cuộn băng video mà mình xài rồi mình để lâu rồi bụi nó bám lại đó, lại cái đề ảnh để miếng gòn, ảnh lén mình ảnh để miếng gòn, cái đề ảnh cầm cái máy ảnh quay vậy nè, ảnh quay chút xíu về đó cùng băng sạch sơn lên, vậy anh ăn 2,000 mà mình lại đó anh không làm. À, thế là người ta gọi là chẳng thà cho vàng chứ không chỉ đàn đi buôn. Cái nghề làm ăn của người ta giấu lắm, bất cứ nghề gì cũng giấu. Thế thì là bây giờ mà người Phật tử mà biết học đạo là cái nghề của mình, mà ai mà có khả năng học thì mình chỉ giúp giùm cho người ta, giả cho người ta đàng hoàng để ta có công ăn, có việc làm. Đó là cái cách mà pháp thí của người tại gia đó. Chứ không là tôi nói bằng dưa kiệu mà cũng giấu mà. Bằng bánh bò cũng giấu, bằng bánh men cũng giấu. Bằng bánh xèo cái bột nó đổ sao mà cứng nhắc mà mình ăn cái bột nó đổ ngon, hỏi sao ngon họ cũng nói thì cứ bột vậy đổ vô. Mua về mình không biết tha bột mì vô, ăn cứng nhắc. Là tại vì người ta giấu nghề, người ta không có pháp thí. Thành ra pháp thí đây á, cái người học đạo là thiết chánh pháp. Cái pháp đó là cái pháp để độ về tinh thần, về cứu về cái khổ tâm. Còn cái pháp thí mà của người Phật tử là dạy nghề nghiệp cho người ta, giúp đỡ người ta công ăn việc làm á, là pháp thí của người tại gia để độ cho người ta về mặt vật chất. Chứ không phải là biết thuyết pháp trên diễn đàn nói kinh mới gọi là pháp thí. Phải hiểu như vậy mới là tăng tường cái đạo Phật. Không từ bỏ một việc làm nhỏ nào. Người ta cần học cái gì mà mình biết là sẵn sàng dạy cho người ta. Đó là pháp thí đấy. Còn vô quý thí là những cái gì người ta thắc mắc, người ta sợ hãi. Tôi nói ví dụ như là ta sợ gì địa ngục, ta sợ gì ngạ quỷ, ta sợ gì súc sanh. Mà nói thẳng cho người ta biết rằng là cái loại đó không có làm gì ta được. Mà địa ngục là ta,
chỉ có ta làm địa ngục để rồi nó ràng buộc, nó hành hạ lấy ta thôi, chứ không có ai thưởng, không ai ban và cũng không ai phạt. Đó gọi là vô quý thí. Còn như ngạ quỷ, súc sanh là ai? Ta sống như một cái tâm hồn mà hoàn toàn không có nhân nghĩa lễ trí gì hết, ta cũng không có đạo đức gì hết, tàn ác bất nhân vô đạo. Thế thì là cái tâm hồn đó là tâm hồn của ngạ quỷ đó, của súc sanh đấy, là ta chứ cũng chẳng có ai. Cho nên là cõi mở như vậy rồi là tự ta có chánh niệm rồi, ta xây dựng cuộc đời ta không hề sợ cái khổ của địa ngục, không hề sợ ngạ quỷ và cũng không hề sợ súc sanh, cũng như không hề sợ bất cứ một cái thứ quỷ thần nào. À, đó, nói rõ ra để ta nhận thức chân lý rồi là vô úy thí đó. Quỷ thần là quỷ thần, cũng là một loại, cũng là một loại chúng sinh, thì mình có đường của ai nó sống thôi, người ta không có động phạm gì tới mình hết á, không có động phạm gì tới mình hết á, mình cũng không làm gì cho người ta được và người ta cũng không làm gì mình được. Cho nên học kỹ rồi là nhất tâm phụ thập pháp giới và nhất thiết duy tâm tạo, đúng với không tụ chấp cái việc của mình làm. Đối với sắc thanh hương vị xúc pháp Bồ Tát nên bố thí hết. Bố thí hết là sao? Có nghĩa là sắc, sắc đây có nghĩa là vật chất rồi, tất cả các sắc mắt. Sở dĩ mà nó nguy hiểm ở đây này này này, cái bình hoa này nó đẹp như thế này, nhưng mà nếu mà nó ở ngoài giữa rừng mà ta thấy ta thưởng thức chơi rồi á, rồi ta thưởng thức xong rồi ta nói nó đẹp rồi ta đi, thì có gì nguy hiểm không? Không có gì nguy hiểm hết. Sắc mà, sắc là sắc, nó là một hình thức duyên sanh của dạng pháp. Cái nguy hiểm của hoa này là thấy cái hoa này, cái vùng này hoa nhiều rồi, mình lại cái là mình khoanh dùng ra, dùng hoa đó lại cái dùng đất đó là của ta, và chết ngay từ cái chỗ đó. Cho nên cái sắc nó làm cho nó trở thành nguyên nhân đau khổ là từ khi mình khoanh cái dùng đất đó là của ta. Ê mà cái ta mà vô đó là ta đánh giả dò. À thế là có thể đánh giả dò người ta đấy, là vì cái đất mà có cái hoa này. Đó, âm thanh cũng vậy. Thanh nó nhiều thứ, thanh của con người, thanh của nhạc khí, thanh tỷ tê, chuốt ngót, không? Là nó làm cho người ta siêu lòng, làm việc tốt cũng có, mà có khi là nó tỷ tê, nó nỉ non, nó nắng nót những lời ngọt ngon để đi làm chuyện sai trái cũng có. Thế thì thanh nó trở thành là một cái thứ tai họa. Hương đối với cái đối tượng của lỗ mũi cũng trở thành thứ tai họa. Vị, tôi nói ví dụ như vị là cái gì? Là cái hương và cái vị, chẳng hạn như là rượu là vừa hương mà vừa vị, và cocaine là á thiện, là cần sa là vừa hương mà vừa vị. Nó vừa đá cái cần cổ của người ta mà nó vừa có cái mùi thơm, nó quen rồi là cái hương đó, cái vị đó, nó là nguyên nhân đau khổ đó. Rồi xúc, xúc là nó nhiều thứ lắm. Tôi nói mà mình nói trắng ra đó mà. Chẳng những là nằm cái chỗ, ngồi cái chỗ mình niệm ấm chăn êm, quần áo lụa là gọi là xúc. Cỡ đó là nói cạn thôi. Còn nói cho sâu đi nữa đó, là cái xúc đó là giữa cái người nam cái người nữ mà đam mê mà gần gũi đó, cái đó cũng đều là xúc đó. Nhưng mà đều tại cho nó nói trắng ra, nó trắng ra là nghe có khi nó khó chịu, nói sự thật là nó bít lòng, lời ngay nó trái tai, khổ vậy. Chứ còn là cái xúc mà như là mặc cái quần áo giải tốt, người ta nhẹ nhàng ngồi chỗ đệm êm thì nó thích, chuyện đó tội lỗi là bao. Nhưng vấn đề là cái chỗ giữa hai cái bàn tay nhau nó có cái nhân điện ha, rồi qua rồi lại cái là tự nhiên nó chạy gần á, xúc đó. Còn pháp á, pháp là những cái hình ảnh của sắc thanh hương vị xúc, nó ở trong trí mình nè, nó quần ở trong cái trí của mình nè, trí mình không có lúc nào mà thảnh thơi mà an lành hết đó. Nhưng mà ở đây là sáu cái món đó nha, Bồ Tát bố thí hết có nghĩa là
có nghĩa là giữ vững cái tâm, cái tâm của mình nghĩa là kiến thấy sắc mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà sự thật là vẫn thấy, nghĩa là thấy rồi thôi. Đức Phật xưa kia đi khất thực cũng có những chỗ cũng có cái hoa viên, cũng có vườn bông vậy chứ, có thể Đức Phật cũng nhìn thấy vậy chứ, nhưng mà có cái là thấy rồi thôi. Nhìn những cảnh núi non trùng điệp, rừng rú em đềm ao, Phật cũng có cái cảm giác nó là thanh thoảng em đềm vậy chứ, nhưng mà thấy rồi thôi chứ không có khoanh vùng. À Như Lai bạch Phụ Hoàng cho con một vùng đất đó, đừng cho nào vô nha, nào vô là Phụ Hoàng cho công an bắt cho con. À nếu nào vô là phải tóm cổ nó hết để cho con yên, để con làm Như Lai Thế Tôn chứ. Thế là không bét rồi đó. Còn Như Lai Thế Tôn thì không có đó. Thế thì là nó phát xuất từ cái chỗ ngã và ngã sở hữu. Cho nên là cái Bồ Tát đây là bố thí thích, có nghĩa là sắc không động, thanh không tiếp thu, hương vị xuất pháp đều có sử dụng nhưng mà không hề đem về làm của mình và không hề đam mê, cho nên nó không có nhận chìm mình được. Đó là cái chỗ mà gọi là trụ tâm đó, trụ vào dựa vào cái chỗ bố thí, mà là bố thí lục trần đừng dính với lục căn. Bố thí đây là bố thí vậy đó nha. Rồi giờ bố thí thử coi vô cái thùng này, thùng này là thùng tài thí thôi chứ chưa phải bố thí cái kiểu là của Bồ Tát mà trụ tâm đâu. Nhưng mà nó cũng là một cái hình thức để đi tới cái chỗ Bồ Tát bố thí đi. Thế thì lần nữa là xin thay mặt cho đồng bào đau khổ cũng như là Hà Nội Phật giáo mong sự giúp đỡ những cơm xe áo của quý Phật tử để hỗ trợ cho một cái tai nạn quá đột ngột và rất là cái trận bão lụt vừa qua. Tôi ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.